Chim cảnh nước Việt xin chào tất cả các bạn. Các bạn đã nhìn thấy đây là một chiếc lồng thổ của Cao Bằng. Và chiếc lồng này thì nó có 5 vanh. Đấy. Lồng này thì các bạn có thể sưu tầm chơi mi hoặc là chơi khứu. Cũng rất là đẹp. Lồng được gác bếp cực kỳ chắc chắn, bền. Đấy. Chắc. Và tương đối là nhẹ nhàng. Đấy. Lồng này nó size 37. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, nguyên màu gác bếp bò hóng, chưa qua xử lý. Đấy, rất là bền. Để bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với Chim Cảnh Đất Việt theo số điện thoại 0944 114410. Hoặc là xem thêm trên Zalo, Facebook của Chim Cảnh Đất Việt. Mình đang ở 274 phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Bạn nào ở gần có thể qua trực tiếp hoặc mà mình có ship hàng toàn quốc. Xin nhắc lại một lần nữa. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Chim Cảnh Đất Việt theo số điện thoại 0944 114410. Lồng được làm hoàn toàn thủ công, rất là bền chắc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này.